You have to do what's good for you, okay? Mình tự biết cái đời sống mình không muốn gì, để cho tất cả gì mà làm cho mình ngồi thiền càng ngày càng tốt, càng tập trung thì mình có thể làm nha. Yeah. Báo chí thì cũng có thể coi được, tivi cũng có thể coi, mà mình phải chọn lựa đàng hoàng, không phải lúc nào cũng coi. Mà thường thường ấy, mình coi tivi ngồi đó luôn à, nhiều khi mình biết cái này dở xấu mà cứ ngồi đó bấm tới bấm luôn, ngồi hoài đó không chịu đi. Đến lúc giật mình, oh my god, it's nothing garbage, I have to go. Yeah, thành khổ vậy, chứ không phải là không nên coi tivi, không phải không nên coi báo. Nhưng mà khi mình coi báo mình nghĩ là mình chọn lựa những cái tốt, nhưng mà khó lắm. Mình thấy những cái này cái scandal mình cũng thích coi nữa. Ô, ông này giết ông kia tại sao vậy, bà này có affair với ông này hả, sao kỳ vậy. Rồi cái ngồi đó coi hoài. Có mất thì giờ nhiều, chứ không phải là không nên, hiểu chưa? Không phải chị Hai cấm, nhưng mà chị Hai nghĩ nhiều khi mình coi mình không biết chọn lựa đó, mình không có cái discipline, mình không có tự kiểm soát chính mình á. Cứ ngồi đó coi hoài coi cả ngày, coi tầm bậy tầm bạ, mình biết tầm bậy tầm bạ mà cứ ngồi coi hoài, cứ đổi hết channel, đổi hết cái tầng này qua tầng kia, cứ đổi tới đổi lui, biết không có gì hết rồi cũng coi, đổi tới hồi mỏi tay luôn mới đứng dậy á. Dạ, coi những cái đó thường thường không có gì ích lợi, coi những cái ích lợi thì cũng được. Nhiều khi có những tờ báo tốt á, nó dạy dỗ những cái thưởng thức ở trong đời sống đấy cũng được, chứ không phải không nên coi hết. Nhưng mà nếu mình không có đủ kỷ luật thì chắc khỏi coi cho rồi đi. Đó. Tại cái biết báo nào đâu coi, rồi coi thấy cái báo tốt này, rồi coi cũng nhảy qua bên cái chỗ xấu kia coi. Có biết đầu óc mình cứ thâu nhập những cái chuyện xấu hoài, mình sợ. Cũng như thí dụ ha, mình đi coi cái phim khủng bố, về nhà sợ không ngủ được ha. Nhiều khi đi ra ngoài tối tối cũng sợ phải không? Ảnh hưởng mình chứ. Là mình thành, những cái gì mà làm cho mình trở thành những cái người nhát, những cái hèn nhát, hoặc là đẳng cấp mình hạ xuống, đừng nên coi vậy đó. Cái phương pháp là nó gì, cái nào mà làm cho tinh thần mình thoải mái, giúp đỡ cho thân thể hoặc tinh thần của mình là cái đó tốt. Cái nào mà làm cho mình sợ hãi, biến thành con người cái phần yếu hơn cái người của mình, đó là cái đó không tốt. Tại nó đừng coi mấy phim khủng bố này kia cho nó, coi nó làm cho mình yếu người đi, tại sao mình phải tự nhiên mình thành một con người yếu đuối sợ sệt, thấy không? Dù là trong một đêm hai đêm cũng làm đẳng cấp mình xuống, phải không? Thành ra coi phim coi báo phải chọn lựa thôi, hả? Okay. Còn nếu mà không biết chọn lựa là sợ quá, thôi dẹp luôn.